Dân tộc Việt Nam với hơn 4.000 năm lịch sử, sáng ngời những trang vàng rực rỡ chiến công. Từ huyền thoại đánh giặc giữ nước kiên cường qua các triều đại phong kiến Việt Nam, đến kỳ tích chống Pháp thắng Mỹ oanh liệt của thời đại Hồ Chí Minh. Trong số đó, có câu chuyện về một Hà Nội anh hùng dũng cảm đương đầu với hai cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt và tàn bạo của đế quốc Mỹ những năm 1965-1973 của thế kỷ 20. Một cuộc chiến tranh đường không hiện đại chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Một trường bắn khổng lồ với các vũ khí phòng không, tiêu diệt gần 4.000 máy bay và hơn 140 tàu chiến Mỹ các loại. Từ gọn nhẹ, thô sơ đến tinh vi hiện đại, từ trí tuệ trọi máy móc đến ý chí sinh tồn thắng sức mạnh hủy diệt. Với đỉnh cao là bản anh hùng ca Điện Biên Phủ trên không năm 1972, đập tan vĩnh viễn câu chuyện thần thoại của những pháo đài bay chiến lược B-52 của Mỹ. Hơn một thế kỷ đã trôi qua, ga Hàng Cỏ thời thuộc Pháp ngày nào đã trở thành ga Hà Nội của một nước Việt Nam độc lập, thống nhất. Nhưng dấu ấn trăm năm lịch sử bi hùng vẫn còn đó, gợi nhớ ký ức về Hà Nội những năm tháng chiến tranh đầy bão lửa. Lối kiến trúc châu Âu của nhà ga đã bị bom đạn Mỹ tàn phá, lên đến đỉnh điểm dịp Giáng sinh cuối năm 1972, chỉ còn lại kiến trúc của những năm sau chiến tranh, được khánh thành vào đúng dịp thông tuyến đường sắt thống nhất nối hai miền Bắc Nam sau 21 năm chia cắt. Cùng với ga Hà Nội, cầu Long Biên được khánh thành từ năm 1902, trở thành hai công trình quan trọng tạo điểm nhấn cho quy hoạch Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, do nằm ở vị trí giao thông huyết mạch, cầu Long Biên đã 10 lần bị máy bay Mỹ ném bom hủy diệt trong chiến tranh phá hoại lần thứ nhất và 4 lần trong chiến tranh phá hoại lần thứ hai, trở thành nhân chứng lịch sử của sự kiện 12 ngày đêm B-52 ném bom hủy diệt thủ đô Hà Nội. Đầu thập niên 1960, với con mắt tinh tường, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt chú ý đến loại máy bay chiến lược B-52 của Mỹ. Đến năm 1967, khi Mỹ nâng cấp căn cứ không quân Utapao, Thái Lan thành điểm tập kết B-52, người đã nói với tư lệnh quân chủng phòng không không quân Phùng Thế Tài rằng sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội. Trước khi thua ở Triều Tiên, đế quốc Mỹ đã hủy diệt Bình Nhưỡng. Ở Việt Nam, Mỹ sẽ nhất định thua, nhưng chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. Dự báo của cụ Hồ rất là chính xác. Nhưng mà đấy không chỉ là dự báo, mà đấy một cái thông điệp, và đấy cũng là một cái chỉ ra một cái phương hướng để nhắc nhở quân ủy trung ương, nhắc nhở bộ quốc phòng, nhắc nhở quân chủng phòng không quân, đặc biệt nhắc nhở bộ đội phòng không không quân phải chuẩn bị thế trận, chuẩn bị thực lực, chuẩn bị mọi phương án, thuần thục mọi phương án, chứ còn kiểu gì thì cũng phải tinh thần sẽ đón nhận một cái cuộc quyết đấu trước khi nó mới chịu lùi. Boeing B-52 Stratofortress là một trong ba vũ khí chiến lược của Mỹ thời kỳ chiến tranh lạnh, cùng với tên lửa hạt nhân liên lục địa và tàu ngầm nguyên tử. Công bố thiết kế từ năm 1946, nhưng phải đợi đến 8 năm sau, loại máy bay này mới chính thức được sản xuất sau hàng chục lần thay đổi thiết kế. Với tải trọng cất cánh trên 200 tấn, trang bị 8 động cơ phản lực, có khả năng mang đến 30 tấn vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường. B-52 là kiểu máy bay ném bom hạng nặng tầm xa của không quân Mỹ, được gọi tên siêu pháo đài bay, pháo đài thượng đẳng, con át chủ bài của quân đội Mỹ. Tướng Nathan Farragut Twining cho rằng súng trường là vũ khí vĩ đại vào thời của nó. B-52 là súng trường của thời đại hàng không. B-52 là một đối thủ rất khó chơi. Cái nhiễu của nó đặc biệt dày đặc, chưa có cái nhiễu nào mà kinh khủng như thế. Trong cái màn hiện sóng, màn radar đen kịt,
vừa sóng của trên đội hình, vừa sóng ở trên biển, vừa sóng của gây nhiễu của bản thân bên âm hại, nó tạo ra sóng đè lên sóng, nhiễu đè lên nhiễu, không nhìn thấy gì cả. Trước tham vọng chiến tranh đường không của Mỹ, Liên Xô buộc phải nhanh chóng triển khai nghiên cứu xây dựng hệ thống phòng thủ trên không để đối phó với B-52. Kết quả là sự ra đời của hệ thống tên lửa đất đối không SAM-2 vào năm 1957. Với khả năng bắn hạ các loại máy bay ném bom hạng nặng tầm cao mà không cần phải đổi hướng liên tục, SAM-2 được xem là đối thủ của thần tượng B-52 trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh. Nhưng cuộc đối đầu giữa hai át chủ bài SAM-2 của Liên Xô và B-52 của Mỹ mới thật sự diễn ra trên bầu trời miền Bắc Việt Nam. SAM-2 tại Việt Nam đã làm được điều mà người Trung Quốc và cả thế giới cho đến nay vẫn chưa làm được: hạ gục pháo đài bay B-52. Để đạt được kỳ tích này, bộ đội tên lửa Việt Nam đã phải xây dựng phương án tác chiến ngay từ giữa thập niên 1960. Năm 1965, chúng tôi bắt đầu là có tên lửa. Thì bác mới cứ nói là bây giờ là muốn cứ đánh nhau ngoài này mà. Thì bác bảo bây giờ muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp. Thế là bộ đội tên lửa phải tập trung lực lượng đưa vào trong vĩ tuyến 17. Lúc bây giờ nó bắt đầu nó đánh ra cái vĩ tuyến 17 ấy. Bộ Tư lệnh Quân chủng mới tổ chức một cái đoàn cán bộ, kể cả là trưởng phòng tác chiến, kể cả trợ lý, kể cả một số là tiểu đoàn trưởng, một số trang thủ vào hỗ trợ cho cái chỉ đạo và giúp đỡ cái trung đoàn tên lửa 263 đánh bên mà theo cái cách đánh mới. Tháng 6 năm 2014, đoàn làm phim chúng tôi tìm về di tích trận địa tên lửa T-5 tại thị trấn Bến Quan, Vĩnh Linh, Quảng Trị. Đây là địa bàn mà hơn 40 năm trước, các cán bộ chiến sĩ trung đoàn tên lửa 238 đã bám trụ, kiên trì chiến đấu suốt hơn một năm ròng rã, trực tiếp trải qua những mất mát đau thương dưới sức mạnh hủy diệt của B-52 để nghiên cứu quy luật hoạt động của nó. Rồi thời cơ cũng đã đến. Ngày 17 tháng 9 năm 1967, Bộ Tư lệnh Mặt trận B-5 thông báo có tín hiệu B-52 vào đánh phá khu vực Vĩnh Linh, Quảng Trị. Người Mỹ đã quá tự tin rằng B-52 là sản phẩm hội tụ những thành tựu kỳ diệu nhất của nền công nghiệp hàng đầu thế giới. B-52 trút bom như mưa, tiếng bom rơi xé không khí, gầm rít gây rợn như giông bão. Không một sinh vật nào có thể tồn tại nổi dưới sức công phá ghê gớm của nó. Họ đã không phòng bị. Và đây là cơ hội để tiểu đoàn 84, trung đoàn 238 lập công, bắn rơi chiếc B-52 đầu tiên trên bầu trời miền Bắc Việt Nam, cũng là chiếc B-52 đầu tiên trên thế giới bị bắn hạ, mà cho đến nay chưa có quốc gia nào sau Việt Nam bắn rơi được loại máy bay này. Tiếp sau chiến công của bộ đội tên lửa, năm 1971, binh chủng không quân tổ chức đoàn cán bộ vào đèo Mụ Dạ trực tiếp nghiên cứu và tổ chức cho phi công Vũ Đình Rạng đánh thử B-52 ở Đông Trường Sơn. Vì mục tiêu không rơi tại hiện trường nên mãi sau ngày chiến tranh kết thúc, ta mới biết thời điểm đó phi công Vũ Đình Rạng đã loại khỏi vòng chiến đấu một máy bay B-52 của Mỹ. Đây là kết quả cuộc thử nghiệm sức mạnh phòng không miền Bắc của không quân chiến lược Mỹ khi B-52 lần đầu tiên tiến sâu vào khu vực có quả lực phòng không mạnh mẽ để oanh tạc Hải Phòng ngày 16 tháng 4 năm 1972. Cả trung đoàn tên lửa 285 dày dạn thành tích và trung đoàn 238 từng hạ B-52 ở khu 4 đều không thể bảo vệ được người dân Hải Phòng khỏi số phận bi đát với hơn 1.000 người thương vong. Sau trận ném bom đẫm máu này, Lầu Năm Góc tuyên bố bằng kỹ thuật điện tử, không lực Hoa Kỳ có thể bịt mắt toàn bộ hệ thống radar của Bắc Việt, vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống phòng không của đối phương. Giờ đây, không quân Mỹ có thể ném bom vào bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Bắc Việt Nam như đi dạo chơi. Toàn bộ quân chủng phòng quân như bừng tỉnh và đã tập trung nghiên cứu, phát hiện và đánh B-52. Tôi nhớ là đồng chí Hoàng Phương, chính ủy quân chủng lúc đó
có khai quát rằng là toàn quân chủng thực sự trở thành một cuộc viện nghiên cứu đánh B-52. Các binh chủng, các cơ quan, các đơn vị đều tổ chức là phát huy trí tuệ tập thể để nghiên cứu làm thế nào để phát hiện B-52 tốt nhất, làm thế nào đánh B-52. Quyết tâm là bây giờ tại chỗ B-52. Từ bài học xương máu tại Hải Phòng, quân chủng phòng không không quân đã nhanh chóng xây dựng các phương án tác chiến tháng 5, tháng 7 và tháng 9 để đối phó với B-52, quyết tâm thực hiện lời dặn dò của Hồ Chủ tịch. Dù đế quốc Mỹ có lắm súng, nhiều tiền, dù chúng có B-57, B-52 hay bê gì đi chăng nữa, ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ, cứ nhiều hơn nữa, ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thắng. Toàn bộ kinh nghiệm tích lũy được tổng kết, xuất bản thành cuốn Cẩm Nang Bìa Đỏ, phổ biến đến tận tay từng cán bộ chiến sĩ bộ đội tên lửa. Binh chủng radar cũng đã hoàn thành phương án vạch nhiễu tìm thủ, phát hiện B-52. Ngày 23 tháng 11 năm 1972, lần đầu tiên Mỹ thừa nhận B-52 bị tên lửa SAM-2 bắn rơi tại Tây Nghệ An. Chiến công của Trung đoàn 263 đã khai sinh ra cách đánh B-52 bằng phương pháp bám sát tự động. Từ đây, quân chủng phòng không không quân hoàn thành phương án cuối cùng đánh B-52 và trình lên Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương phê chuẩn cuối tháng 11 năm 1972. Thế trận đánh B-52 được Đảng ta và nhân dân ta chuẩn bị rất là kỹ. Trực tiếp bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng, những căn cứ địa trọng yếu thì có cao xạ và lực lượng dân quân tự vệ tầng thấp. Và xa hơn nữa, 30 cây số, 50 cây số, lực lượng tên lửa vòng ngoài bố trí các vị trí sắp xếp hết cả. Từ 60 cây số trở ra thì 80 cây số cho tới mấy trăm cây số phía ngoài đó, cho tới biên giới của Sơn La, Lai Châu từ ở bên Thái Lan sang hoặc là vùng biển vào giao cho không quân. Cho nên là cái thế liên hoàn đánh B-52 á là đã được chuẩn bị kỹ từ trước. Ngày 7 tháng 11 năm 1972, Richard Nixon tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Ngay lập tức, đàm phán Paris rơi vào bế tắc. Ngày 5 tháng 12, Nixon điện cho Kissinger: "Hãy để một chỗ hở ở cửa cho cuộc họp tiếp. Tôi có thể sẵn sàng cho phép ném bom ồ ạt miền Bắc Việt Nam trong thời gian nghỉ ngơi đó." Tôi đề nghị chúng ta sẽ ném bom trở lại miền Bắc Việt Nam trong vòng 48 tiếng sau khi cuộc đàm phán bị ngưng lại. Và sau 2 tuần ném bom, chúng ta sẽ nêu lại vấn đề trao trả tù binh. Vào khoảng thời gian đó, Quốc hội sẽ trở lại làm việc. Ông có nghĩ Bắc Việt Nam sẽ chấp nhận hòa giải? Trong tâm trí, họ đang sợ hãi rằng chúng ta sẽ tiếp tục ném bom. Tôi muốn thực hiện việc trao trả các tù binh, và tôi cảm thấy tôi có thể thực hiện được điều này trước khi Quốc hội được triệu tập trở lại. Ngài có thể thực hiện được điều này vào tuần thứ tư của tháng 12. Ngày 18 tháng 12 năm 1972, Mỹ điên cuồng mở chiến dịch Linebacker 2 đánh vào Hà Nội, Hải Phòng và khu vực lân cận. Đây được xem là cuộc huy động lực lượng tập kích đường không chiến lược lớn nhất của Mỹ kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, với 193 máy bay B-52 trong tổng số 400 chiếc trên toàn nước Mỹ, 1.077 trong tổng số 3.043 máy bay chiến thuật và 6 trên 14 tàu sân bay các loại. Đội hình ném bom B-52 gồm 6 tốp 18 chiếc, lúc cao điểm lên đến 33 tốp máy bay. Đi theo hộ tống là một lực lượng hùng hậu các máy bay chiến thuật, tạo thành một hàng rào không thể chọc thủng trong phạm vi 18 tới 20 km bao quanh B-52. Cùng với đó, hệ thống phát nhiễu dày đặc trong và ngoài đội hình đã tạo thành chiếc áo giáp điện tử, khiến B-52 trở thành tàng hình theo đúng nghĩa. Tất cả đã tạo nên một chiến dịch tập kích đường không có sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Nhưng Nixon đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi đánh giá thấp hệ thống phòng không miền Bắc Việt Nam. Bằng kinh nghiệm thực tiễn, bộ đội radar Việt Nam đã nhận diện được B-52
bằng sóng radar ngoại biên và bằng các mẫu radar đơn giản. Khi B-52 từ hướng đảo Guam và từ phía Utapao xâm nhập không phận miền Bắc, bộ đội radar đã nhanh chóng bắt được tín hiệu và báo cáo về Trung ương 6 giờ trước khi cuộc không kích bắt đầu. Toàn bộ quân chủng phòng không không quân trong tư thế sẵn sàng đón chờ B-52. 6 giờ 30 phút thì ở quân chủng báo động là có máy bay theo tình báo chiến lược. Đến 7 giờ thì trung đoàn chúng tôi phát hiện từ ở Utapao mà lên cho đến Hà Nội. Thì biết là cái quy lực đó đi đến đâu, trước giờ nó đi đến đâu thì nó quay lại, nó không quay. Nhưng mà hôm đó là nó đi vượt, tức là cái góc độ 222, tức là lúc bây giờ thì biết là qua miền Bắc. À, khi nó vào qua khỏi biên giới rồi thì chúng tôi mới xác định đúng là B-52 vào đánh Hà Nội. Tôi ấn nút còi báo động phòng không. Cái còi đó là còi báo động kỳ kéo còi ở trên nóc nhà Quốc hội Ba Đình. Và theo quy định thì cái tiếng còi đó mà kêu lên thì tất cả là hàng chục còi báo động phòng không của Hà Nội phải tuân thủ và kéo lên rõng dài. Nixon đã quyết định sử dụng con bài B-52 cho nước cờ sau cùng nhằm đạt được hòa bình trong danh dự bằng mọi giá. Ông ta tuyên bố Bắc Việt Nam sẽ bị dội bom như chưa bao giờ bị như thế. 19 giờ 15 phút, cuộc chiến không cân sức giữa hàng ngàn máy bay Mỹ và lực lượng phòng không 3 cứu quân bảo vệ Hà Nội chính thức bắt đầu. Trong một không gian đầy ắp máy bay và dày đặc nhiễu loạn, tiếng bom xé gió nổ đinh tai. Hai trung đoàn tên lửa 257, 261 nhanh chóng nhập cuộc, dò dấu vết B-52 trong giải nhiễu và thực hiện bắn theo xác suất. 20 giờ 13 phút, tiểu đoàn 59 của trung đoàn 261 bắn rơi tại chỗ chiếc B-52 đầu tiên trong chiến dịch, trở thành khoảnh khắc lịch sử không thể nào quên với người trong cuộc. 20 giờ 18 phút là đêm 18 tháng 12 đấy. Thì có tiếng reo ở trên đài, chúng tôi có bố trí một cái đài quan sát mắt để đặt trên cột cờ Hà Nội chỗ cao nhất. Anh em bảo vệ, anh em reo lên, nó cháy rất to lắm rồi, cháy to lắm ở phía Bắc Hà Nội. Đồng thời, quân chủng phòng không không quân báo cáo lên một máy bay B-52 đã bị trúng đạn và đã rơi xuống Phú Lỗ. Khi mà Mỹ là tiến hành cái cuộc công kích trên không đó, phải nói cả thế giới cũng người ta cũng lo lắng cho chúng ta. Mà ngay đó chúng tôi ở bàn đàm phán, chúng tôi biết rằng là Trung ương có những phương án là đối phó, vì là Bác Hồ đã từng nói rằng là khi mà cuối cùng á, trước khi chịu thua nó cũng phải có những cái thủ đoạn rất quyết liệt. Mà trong đó cũng có người nói là người ta cũng nghĩ đến B-52 chứ phải không? Vì vậy cho nên có biện pháp ứng phó, nhưng mà chúng ta cũng lo. Cho nên chúng tôi ngồi ở bàn đàm phán cũng rất lấy làm lo. Thế thì sau khi mà nghe tin đó là ta hạ được một máy bay, 2-3 máy bay, thì coi như là chúng ta rất phấn khởi. Ngay từ đầu, Linebacker 2 được Mỹ thiết kế nhằm mục đích gây sụp đổ tinh thần và tạo khốn khó tối đa cho dân thường, hòng buộc Hà Nội phải khuất phục trên bàn đàm phán Paris. Dù đã tiên lượng trước tình hình và tiến hành sơ tán dân từ ngày 3 tháng 12, nhưng hậu quả mà bom B-52 để lại trên các phố phường Hà Nội vẫn khiến người ta không khỏi giật mình thảng thốt. Tờ Daily Mirror bình luận: việc Mỹ quay lại ném bom Bắc Việt Nam đã làm cho cả thế giới lùi lại vì gây sợ. Tiêu biểu cho tội ác dã man của bom đạn Mỹ là hình ảnh tang thương của Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở y tế lớn nhất miền Bắc trong đêm 22 tháng 12.
hơn 100 quả bom B-52 đã phá hủy hoàn toàn bệnh viện, cướp đi sinh mạng của 28 nhân viên cùng 22 người khác bị thương. Thời báo New York viết, Mỹ có nguy cơ quay trở lại một kiểu dã man của thời kỳ đổ đá. Bệnh viện Bạch Mai cũng thấy thê thảm lắm. Thế nhưng mà nhân dân vẫn kiên trì, Không có nao núng, Tất nhiên là một sự hy sinh mà cái sự đổ vỡ chưa từng có ở Hà Nội. Kể cả cái hồi Pháp mình phá hoại Hà Nội để đi cũng không đến nỗi thế. Mình phá hoại Hà Nội để đi giúp sư đoàn 308 ra ngoài không đến nỗi thế. Mà bây giờ nó tan hoang như thế, cả cái bệnh viện Bạch Mai và cái khu Khâm Thiên hết cả dọc ấy. Suốt 12 ngày đêm chiến dịch Linebacker 2, Mỹ đã sử dụng 663 lần máy bay B-52 và 3.920 lần máy bay chiến thuật, ném hơn 100.000 tấn bom đạn xuống Hà Nội, Hải Phòng và một số mục tiêu trọng yếu khác. Riêng thủ đô Hà Nội đã phải gánh lấy hơn 10.000 tấn bom đạn từ hoạt động của 441 lần máy bay B-52 cùng hàng ngàn lần máy bay chiến thuật. Nhưng cũng chính trong 12 ngày đêm lịch sử này, thế giới đã chứng kiến những khoảnh khắc phi thường của một hệ thống phòng không tích hợp dày dặn kinh nghiệm tác chiến hiệu quả nhất trong lịch sử thế giới. Harry G. Summer mô tả, hệ thống này gồm máy bay tiêm kích MiG-17 và MiG-21, các tên lửa đất đối không SAM-2 cùng hàng nghìn vũ khí khác, từ súng phòng không 12 ly 7 đến pháo 100 ly. Pháo cao xạ buộc máy bay tiến công phải bay cao, dễ bị SAM và MiG đánh. Ngược lại, nếu bay thấp để tránh SAM và MiG, thì máy bay dễ bị sát thương bởi hỏa lực pháo phòng không. Các kíp bay chiến đấu của không lực Mỹ vào miền Bắc Việt Nam có cảm giác như lao vào lưới lửa phòng không. B-52 từ đó rơi như xung dụng trên bầu trời miền Bắc Việt Nam. Đỉnh điểm, trong hai đêm 20 và 26 tháng 12, quân đội tên lửa đã bắn rơi 7-8 chiếc B-52 mỗi đêm. Hãng Reuters bình luận, với cái đà mất máy bay phi công này, thì toàn bộ lực lượng không quân chiến lược của Mỹ ở Đông Nam Á sẽ hết nhắn. Giai đoạn mà đánh B-52, thì phải nói rằng là MiG-21 là chủ lực của không quân. Và phải nói rằng là MiG-21 đã tìm ra được cái đánh mà Mỹ biết cái đánh của MiG-21 đà thế nhưng mà không chặn được. Cái điều đau nhất của Mỹ là đó, lực lượng tiêm kích đông hơn, tăng cường lên, nhưng mà biết cái chiến thuật của MiG-21, vô nhiên biết chiến thuật của MiG-21, họ biết chiến thuật của chúng ta nhưng mà không có cách nào đối phó được. Cái đó là cái đau nhất của họ. Nhờ lối đánh táo bạo và mưu trí, các phi công tiêm kích lái MiG-21 của Việt Nam đã hai lần tiếp cận thành công và tiêu diệt pháo đài bay B-52, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không chấn động thế giới của quân và dân miền Bắc Việt Nam. Trận thứ nhất diễn ra vào đêm 27 tháng 12, xuất phát từ sân bay Yên Bái. Phi công Phạm Tuân đã vượt qua hai tốp F-4 tiêm kích để bắn rơi tại chỗ một chiếc B-52 trên vùng trời phía tây Hà Nội. Trận thứ hai diễn ra một ngày sau đó với chiến công của phi công Vũ Xuân Thiều. Xuất phát từ sân bay Cẩm Thủy, Thanh Hóa, Vũ Xuân Thiều đã bắn liền hai quả tên lửa trước khi va chạm mạnh làm cháy B-52 và anh dũng hy sinh. Đó là xuất phát từ cái lòng yêu nước. Không có một tấm lòng yêu nước mà dám hy sinh đời mình cho đất nước thì không bao giờ làm được những chiến công đâu. Xen lẫn giữa những giây phút vui mừng của chiến thắng, quân dân miền Bắc đã trải qua những khoảng lặng của chiến tranh, nơi nỗi đau quyện chặt với sự căm thù khi nghe tin B-52 ném bom rải thảm, tàn sát dân lành ở hơn 100 điểm dân cư trong thành phố, khiến hàng ngàn người thương vong ở Quy Nỗ, Gia Lâm, Yên Viên, Long Biên, vân vân. Đặc biệt là nỗi đau thắt lòng ở Khâm Thiên, khu phố đông dân nhất Hà Nội bị B-52 hủy diệt trong đêm 26 tháng 12. Gần 2.000 ngôi nhà, đền, chùa, trường học, trạm xá bị phá sập. 287 người chết, 290 người bị thương. Trong đó, có những gia đình không một ai sống sót.
Hơn 40 năm sau chiến tranh, dấu vết duy nhất còn sót lại của ký ức Khâm Thiên tang tóc ngày nào là bức tượng đồng được dựng trên nền gạch ngói đổ nát của một khu đất đã bị bom Mỹ phá trụi hoàn toàn. Hình ảnh người mẹ bế đứa con vừa bị bom Mỹ sát hại, bàn chân mạnh mẽ đạp lên xác máy bay Mỹ là biểu tượng cô đọng nhất cho một Hà Nội đau thương mà quật khởi trong quá khứ. Như Romesh Chandra đã viết, tại Hà Nội anh hùng, người ta đã thấy rõ một dân tộc không đầu hàng và không hề sợ sệt, quyết tâm làm theo di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tại Hà Nội anh hùng đã đập tan vĩnh viễn câu chuyện thần thoại của những B-52. 12 ngày đêm thì tiểu đoàn của tôi là có đánh là hơn 50 quả đạn, hơn 30 trận. Thì trong đó là bắn rơi 4 cái B-52. Một trong hai tiểu đoàn bắn rơi B-52 nhiều nhất của Bộ đội Phòng không quân. Thì trong đó là có 2 chiếc là bọn tôi bắn rơi, 3 chiếc bọn tôi bắn rơi tại chỗ. Có chiếc là bọn tôi bắn rơi cách trận địa tôi chỉ có chục cây số. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara trong hồi ký đã viết, Mỹ đã phạm sai lầm lớn trong chiến tranh Việt Nam, những sai lầm cơ bản có tính chiến lược. Mỹ đã không nghĩ đến việc quân đội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có thể trừng trị được các chủ bài trên không của Mỹ. Trả giá cho việc này là 81 máy bay hiện đại nhất, trong đó có 34 B-52, đã bị hạ chỉ trong 12 ngày đêm của chiến dịch Linebacker 2, cùng với gần 100 phi công kỳ cựu tử nạn không bị bắt làm tù binh, trở thành đòn choáng váng với toàn nước Mỹ. Trước thực tế đó, ngày 30 tháng 12 năm 1972, Nixon ra lệnh chấm dứt hoàn toàn chiến dịch Linebacker 2, đồng thời kết thúc cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của không quân và hải quân Mỹ. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm mùa Giáng sinh năm 1972 là ngoại lệ duy nhất trong lịch sử quân sự thế giới mà bên phòng vệ thắng bên tấn công, nhất là khi có sự chênh lệch quá lớn về tiềm lực quân sự cũng như vũ khí trang bị. Mà theo cách nói của chuyên gia Nga Markov Lev Nikolaevich, đó thực sự là cuộc chiến tranh của trí tuệ với trí tuệ, thông minh chọi thông minh, chứ không phải là cuộc chiến tranh thông thường. Linebacker 2 đã hủy diệt hoàn toàn gần 5.500 công trình nhà cửa, giết hại gần 2.400 dân thường và làm bị thương hơn 1.300 người khác. Nhưng đổi lại, Mỹ đã bị cô lập hoàn toàn về chính trị và ngoại giao, cả trong và ngoài nước. Hạ viện Mỹ ra tối hậu thư với Nixon rằng, nếu ngài không thể hoặc không muốn đưa chúng tôi ra khỏi Việt Nam, thì Quốc hội sẽ phải thi hành nghĩa vụ của mình để làm việc đó. Cái cuộc công kích trên không này đó, mà ở chúng ta cũng gọi là cuộc cái Điện Biên trên không, thì phải nói Mỹ thất bại hoàn toàn. Về quân sự thì mấy chục máy bay B-52 và các loại đó thì bị rơi rồi, bị đánh rơi hay là bị ta bắn bị tổn thương. Nhưng mà về mặt chính trị và ngoại giao cũng thất bại nữa. Cả thế giới người ta lên án. Ta lên án là như vậy là anh ném bom xuống, anh thỏa thuận rồi, bây giờ anh đi ném bom người ta. Vì vậy cho nên cả thế giới, mà kể cả lúc bây giờ là nước Anh là cái nước đồng minh thân cận nhất, là cũng phải lên tiếng rất lấy làm tiếc về hành động của mình. Vì vậy cho nên có thể nói sau đó thì Mỹ mau mau là nói thôi, chúng ta ký Hiệp định Paris. Điều gì đến cũng phải đến. Dù nhà thương thuyết đại tài Henry Kissinger cảnh báo rằng thắng lợi trong 12 ngày đêm của Hà Nội có thể thiêu cháy mọi hy vọng thương thuyết của chúng ta, chỉ có Hà Nội mới có thể tuyên bố các điều khoản hiệp định, thì cuối cùng ngày 23 tháng 1 năm 1973, ông ta cũng đành phải bất lực đặt bút ký tắt vào văn bản hiệp định do chính Hà Nội soạn thảo. 4 ngày sau đó, Hiệp định Paris chính thức được ký kết tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Kléber, thủ đô Paris của nước Pháp, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Trong thời hạn 60 ngày kể từ khi ký kết Hiệp định Paris, toàn bộ lực lượng quân viễn chinh Mỹ và quân chư hầu lên đường về nước, chấm dứt gần một thập kỷ tham chiến với nhiều hệ lụy và thất bại cay đắng. Cùng lúc này, toàn bộ 472 tù binh phi công Mỹ bị bắt trong cả hai đợt chiến tranh phá hoại
cũng được phía Việt Nam tiến hành trao trả và trở về nước, chấm dứt những ngày trong ngục hỏa lò, khách sạn Hilton Hà Nội. Nhà báo Neil Sheehan bình luận: sau những năm dài tìm cách khuất phục những dân tộc nghèo khổ bằng sự tàn bạo và sức mạnh kỹ thuật của mình, nước Mỹ, một nước giàu mạnh nhất trên quả đất này, cuối cùng có thể bị những người cộng sản Việt Nam đuổi ra khỏi bán đảo Đông Dương. Thắng lợi của người Việt Nam sẽ là một ví dụ vô song về sự toàn thắng của trí tuệ con người đối với máy móc. Thắng lợi quyết định của quân dân miền Bắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972 đã hoàn thành mục tiêu đánh cho Mỹ cút, tạo cơ sở và điều kiện để Bộ Chính trị và Trung ương Đảng quyết định mở cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, tiến lên đánh cho ngụy nhào ở miền Nam Việt Nam. Trên cả ba hướng mặt trận chính Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng và Sài Gòn Gia Định, các cánh quân giải phóng tiến quân như vũ bão, thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, quyết chiến và toàn thắng. Đến trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, thành phố Sài Gòn, thủ phủ của miền Nam, hoàn toàn giải phóng, kết thúc vẻ vang sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam. My basic theory about the war, which theo quan niệm căn bản của tôi về cuộc chiến tranh này, không thể nào có một chiến thắng dành cho người Mỹ chúng tôi, vì một lý do cực kỳ đơn giản. Chúng tôi phải đương đầu với một kẻ thù luôn sẵn sàng chấp nhận những mất mát tột cùng, không giới hạn. 1000 năm Bắc thuộc, 100 năm đô hộ giặc Tây, từ đạo quân Tần Thủy Hoàng hùng hậu thôn tính lãnh thổ các dân tộc Bách Việt thời cổ đại, đến vó ngựa Mông Nguyên gieo rắc căm hờn khắp hai lục địa Á Âu thời Trung cổ, hay sức mạnh hủy diệt của siêu cường Mỹ thời hiện đại, không một thế lực nào đánh thắng được ý chí độc lập, tự chủ kiên cường của người Việt Nam. Một tác giả vô danh nào đó đã viết: dân tộc này đã đi tới thắng lợi vì họ đã sống một đời sống của niềm tin. Chính nhờ niềm tin bất diệt về sự trường tồn của Tổ quốc Việt Nam mà bao lớp người đã bền bỉ ngã xuống, không một chút đắn đo hay sợ hãi, để giành lại tương lai hòa bình thống nhất cho các thế hệ mai sau. Chính từ những chiến công huyền thoại có 102 trong lịch sử nhân loại của dân tộc Việt Nam mà nhà thơ người Pháp Kepco mới mong rằng: ước gì khi thức dậy tôi trở thành người Việt Nam. Tiêu biểu cho hào khí của cả dân tộc chính là thủ đô Hà Nội với lịch sử ngàn năm văn hiến, mà đỉnh cao là chiến thắng quyết định Điện Biên Phủ trên không năm 1972, thực hiện lời nhắn gửi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.